tôi đang chuẩn bị cho tôi một tâm hồn kiểu mà thư thái đi, mình chơi game gọi là giải trí thôi, kiểu mà chơi cho nó giảm stress thôi, không sao hết, everything day to blue, bình tĩnh mai bình thường thôi, không sao hết. Are you sure about that? Tập trung, tỉnh táo. Nãy đến giờ hơi cáu rồi, bây giờ phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Phít phít lại cảm xúc, không sao hết, không sao hết. Emotion. Được đấy. Mẹ này. Mẹ này. Không chết ngu thế này. Wow, ai ta. Cả nên nè. Vừa nãy đây 100 mẹ ập đúng không? Em không biết. Ở nhà mẹ đang cố đây. Dập thế thì còn gì là nữa. À nhầm, dập thế thì còn gì là chim nữa. Nè, con chim chết tiệt. Tôi nãy giờ vẫn chưa được ai cắt ra. Đừng có ai cắt ra. Sao đây cái sổ bố nó cứ bị đập đầu vào đấy thế? Con chó này. Chim à, chim à. Hãy vượt qua cột mốc mày, vượt qua đi mà chim. Hãy vượt qua.